Lưu Diệc Phi được khen ngợi hết lời sau câu chuyện Hoa Hồng. Mới đây, nền tảng Tencent đã tổ chức tiệc mừng công, đánh dấu sự thành công rực rỡ của bộ phim câu chuyện Hoa Hồng. Sau khi kết thúc, trang tin tức của Tencent lập tức cập nhật hình ảnh, cũng như những lời khen có cánh cho bộ phim, cũng như nữ chính Lưu Diệc Phi. Theo Tencent, bộ phim đạt được thành công đột phá ngay khi vừa lên sóng, trở thành tác phẩm kinh điển bạo thứ 3 của Lưu Diệc Phi. Trong 3 năm liên tiếp, sau Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, bộ phim này cũng phần nào khẳng định vị trí top đầu của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong giới phim truyền hình. Ngoài số điểm đu ban cao ngất ngưỡng, rating chiếu mạng lẫn chiếu đài CCTV8 của phim đều rất khả quan. Mặc dù câu chuyện Hoa Hồng đã kết thúc vào tháng 6, nhưng bộ phim vẫn phát huy rõ nét hiệu ứng thống trị đuôi dài trong tháng 7, chiếm vị trí thứ 2 trong loạt phim truyền hình có ảnh hưởng nhất của Tencent trong tháng 7. Nền tảng chiếu phim này cho rằng, câu chuyện Hoa Hồng đã mở ra kỷ nguyên mới cho thể loại phim tình cảm lãng mạn Trung Quốc. Ngoài bàn luận chuyện tình yêu nam nữ, các bộ phim dần có thêm những nội dung về mối quan hệ giữa hai giới, có giá trị cao, cổ vũ hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Được biết, không phải bất cứ bộ phim nào sau khi phát sóng cũng được nền tảng tổ chức tiệc mừng công, chỉ những bộ phim có hiệu quả phát sóng tốt, đạt thành tích cao, thu về nhiều lợi nhuận mới được tổ chức tiệc mừng công hoành tráng. Trước đó, bộ phim Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng được tổ chức tiệc với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao Tencent. Dương Mịch và Lưu Thi Thi, cặp bạn thân có nạn cùng chịu. Dương Mịch và Lưu Thi Thi vốn là cặp bạn thân nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ, nhưng có vẻ như thân quá nên họ đã gặp nạn giống nhau. Quả thật, 2024 không phải là một năm vui vẻ gì với Dương Mịch khi tác phẩm liên tiếp thất bại và còn bị đánh giá thấp về diễn xuất. Trong khi đó, Lưu Thi Thi lại bị chỉ trích không thương tiếc vì những lùm xùm liên quan đến Olympic. Nhiều netizen còn nói rằng hai nàng mỹ nhân tiên kiếm kỳ hiệp 3 đúng chuẩn cặp bạn thân có nạn cùng chịu. Trước khi bị chê toàn mạng, Dương Mịch khá hào hứng chờ đón năm 2024 khi cô có đủ combo phim lên sóng, gồm chính kịch, thần tượng, điện ảnh. Nhưng đến khi Cáp Nhĩ Tân 1944 trình chiếu, nữ diễn viên nổi tiếng đã nhận phải phản hồi tiêu cực của khán giả vì diễn xuất quá lố lăng. Sang đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng thì Dương Mịch lại xuất hiện với gương mặt không biểu cảm, cùng đôi mắt vô hồn. Ngay cả bộ điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết đã phải rút khỏi rạp chiếu ngay giữa chừng, và diễn xuất của Dương Mịch lại lần nữa bị phàn nàn. Sự thất bại đến từ 3 bộ phim đã gây ảnh hưởng rất lớn đến Dương Mịch, khiến cô lép vế trước dàn đối thủ gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và cả Đường Yên. Để cố gắng xoay chuyển tình thế, vợ của Lưu Khải Uy đã đóng bộ chính kịch Sinh Vạn Vật, nhưng qua video đóng máy vừa được tung ra, khán giả cũng chẳng đặt quá nhiều hy vọng vào cô. Nếu Dương Mịch bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, thì danh tiếng của Lưu Thi Thi đã tụt dốc không phanh, chỉ sau vài ngày khi cô tham dự Olympic để ké phen sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Lưu Thi Thi đã mua hơn 10 hot shot chỉ để khoe sắc chứ chẳng có gì hơn. Bản hot shot chỉ có tin tức liên quan đến Olympic và các vận động viên, bỗng dưng lại xuất hiện các hashtag về người đẹp bộ bộ kinh tâm, khiến CNET cảm thấy rất khó chịu. Họ cho rằng Lưu Thi Thi không cổ vũ cho nước nhà đã đành, đây cô còn lợi dụng sự kiện này chỉ để tăng độ nhận diện cho bản thân. Có rất nhiều người ngán ngẩm vì hành động của nữ diễn viên 8X, vốn dĩ ngày trước cô không thích chiếm spotlight và hám ven đến mức độ này. Việc phải nhận một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đến từ cư dân mạng đã khiến Lưu Thi Thi dừng việc lên hot search và cố gắng kín tiếng nhất có thể. Sau lần này, có lẽ Lưu Thi Thi đã nhận được lời cảnh tỉnh sâu sắc. 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi xếp sau bảng sao. Mới đây, trang Sohu đã tiến hành bình chọn 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, với nhiều gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả. Nhưng điều khiến netizen bất ngờ là Lưu Diệc Phi chỉ đứng vị trí thứ 2, hay Bạch Lộc còn vượt mặt nhiều đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. 10. Trần Đô Linh. Khi đóng Trường Nguyệt Tẩn Minh vào năm ngoái, Trần Đô Linh đã khiến khán giả trầm trồ vì vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã trong tạo hình cổ trang. Hợp với cổ trang như vậy mà sao nữ chính ít này từng có một thời gian dài chỉ đóng phim hiện đại. 9. Dương Mịch. Dương Mịch luôn tạo được nhiều thành công mỗi khi đóng phim cổ trang, và vẻ đẹp của cô khiến khán giả nhớ mãi. Chỉ là gần đây bận chuyển hình nên có lẽ mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa sẽ không tiếp tục đóng cổ trang nữa. 8. Dương Tử. Dương Tử đóng phim hiện đại không quá nổi bật, nhưng khi khoác lên mình bộ đồ cổ trang, cô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Từ Hương Mật Tựa Khói Sương đến Trường Tương Tư, cô đều khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi. 7. Lý Nhất Đồng. Không phải ngôi sao đình đám,
nhưng diễn xuất ổn, cùng gương mặt mang nét cổ điển, khiến Lý Nhất đồng hợp với phim cổ trang đến lạ kỳ. Cứ đóng cổ trang là nữ diễn viên cùng phong lại khiến dân tình bị choáng ngợp, vì quá xinh đẹp. 6. Ngô Cẩn Ngôn. Có nhiều người cảm thấy, Ngô Cẩn Ngôn không đẹp như Trần Đô Linh hay Lý Nhất Đồng, tuy nhiên, điều khiến Ngô Cẩn Ngôn đẹp hơn, chính là tạo ra sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh, giống như cách cô đã thể hiện trong Mặt Vũ Vân Giang. 5. Triệu Lệ Dĩnh. Dù là Hoa Thiên Cốt hay Giữ Phượng Hành, khán giả thấy Triệu Lệ Dĩnh có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật nào. Hoa Thiên Cốt xinh xắn đáng yêu, hay Thẩm Ly trưởng thành và mỹ miều, đều được Triệu Lệ Dĩnh khắc họa rất rõ nét. 4. Cúc Tịnh Y. Tuy gây tranh cãi vì cách trang điểm một màu trong phim, nhưng không thể phủ nhận, Cúc Tịnh Y rất đẹp mỗi khi đóng cổ trang, vẻ đẹp cổ điển và hoàn hảo ấy của mỹ nhân Hoa Giang Lệnh, khiến khán giả chỉ mãi ngắm nhìn cô trên màn ảnh. 3. Bạch Lộc. Bạch Lộc có một sức hút đặc biệt khi đóng cổ trang, dù là về diễn xuất hay ngoại hình. Vì quá hợp với phim cổ trang, nên nữ diễn viên Châu Sinh Như cố thường đóng thể loại phim này, từ đó giúp cô tạo được nhiều thành tích rất ấn tượng. 2. Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi rất xinh đẹp, khi đóng cổ trang, thì vẻ thanh cao thoát tục của cô càng được thể hiện rõ ràng hơn, vậy nên, không có gì lạ khi thần tiên tỷ tỷ luôn được các nhà làm phim mời đóng những vai mỹ nhân có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. 1. Lưu Thi Thi. Cnet rất kinh ngạc, khi Lưu Thi Thi, người được mệnh danh là bản sao của Lưu Diệc Phi, lại xếp trên bản gốc, nhưng không thể phủ nhận, gương mặt cổ điển nhẹ nhàng, cùng đôi mắt u buồn, khiến Lưu Thi Thi chuẩn mỹ nhân cổ trang trong lòng khán giả. Mỹ Nam diễn dở đến mức bị yêu cầu giải nghệ, tiếp cho nhan sắc cực phẩm vạn người mê. Theo 163, bộ phim Chiếc Thuyền Cô Độc, có tên khác là Cô Châu, vừa ra mắt đã đứng thứ nhất trong số các phim đang phát sóng trên các đài địa phương. Phim nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, bối cảnh đẹp, nội dung hấp dẫn, nhưng nam chính Tăng Thuấn Hy lại không được đánh giá cao. Trong phim, Tăng Thuấn Hy vào vai cậu chủ Cố Dịch Trung, là người mới bắt đầu đi theo đảng Cộng sản, nên gặp nhiều khó khăn. Với vai trò nam chính, bộ phim sẽ là hành trình trưởng thành của Cố Dịch Trung từ khi chưa có nhiều niềm tin vào lý tưởng của mình, tới khi trở thành nòng cốt chiến đấu chống lại kẻ địch. Để trợ giúp cho màn trình diễn của Tăng Thuấn Hy, nhà sản xuất đã mời những ngôi sao gạo cội như Trương Tụng Văn đóng vai phản diện chính, Trương Phong Nghị vào vai cha của Tăng Thuấn Hy. Thế nhưng, các diễn viên gạo cội lại diễn xuất quá xuất sắc, khiến sự yếu kém của nam diễn viên trẻ càng lộ rõ. Tăng Thuấn Hy bị chê chỉ thể hiện được nét diễn công tử bột, nhưng thiếu sự thông minh, quả cảm, sức hấp dẫn của nhân vật chính. Nhiều cảnh quay, nam diễn viên thể hiện quá lố, dùng nhiều lực trong biểu cảm, khiến nhân vật trở thành kẻ chỉ biết gào thét, diễn xuất ồn ào, thiếu chiều sâu. Ngoài ra, trang 163 còn chê khả năng đọc thoại của Tăng Thuấn Hy. Nam diễn viên nhả thoại quá nhanh, như đọc rap, không phù hợp với nhân vật. Theo nguồn tin, nhiều diễn viên thần tượng chuyển sang thể loại chính kịch đều gặp khó khăn, vì hai dạng phim có cách diễn rất khác nhau. Trong phim ngôn tình, các ngôi sao sẽ diễn khoa trương hơn, biểu lộ hết cảm xúc ra bên ngoài, và trực tiếp hơn. Bên cạnh đó, diễn viên được hỗ trợ nhiều bởi quần áo đẹp, cảnh quay nên thơ. Do đó, dù nghệ sĩ có yếu về mặt diễn xuất, thì vẫn có các yếu tố khác bổ trợ. Ngược lại, phim chính kịch yêu cầu diễn viên phải có diễn xuất tốt, thể hiện tinh tế cảm xúc của nhân vật, bởi từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm, cũng có thể mang đến những tình tiết phía sau, giúp kịch bản trở nên chặt chẽ hơn, và yêu cầu này làm khó hầu hết các diễn viên thần tượng như Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Dương Mịch và Tăng Thuấn Hy. Theo 163, Tăng Thuấn Hy có vẻ ngoài điển trai nam tính, nhưng đôi mắt của anh lại to tròn ngây thơ, đôi mắt này khiến nam diễn viên trở nên trong sáng hơn, không phù hợp với những dạng vai cần sự lạnh lùng thâm sâu. Ở mảng phim ngôn tình, ngoại hình của Tăng Thuấn Hy thuộc dạng cực phẩm, nhan sắc nổi bật bậc nhất trong giới giải trí, nhưng vẻ ngoài điển trai lại vô tình trở thành rào cản của anh khi muốn tiến xa hơn trong con đường diễn xuất. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.